Ủ chi tám đỏ hai lèo. Hôm nay mình đen thế. Sang tiền đi các bà. Bạch Định có chiếu. Số bà hôm nay đen quá. Đen bạc thì đỏ tình. Có khi thầy ca nhà tôi sắp về cũng nên ý. Sướng nhất bà rồi còn gì. Tôi đây cũng muốn đánh đổi cả một đống tiền để có một ông chồng như chồng bà. Cao, to, khỏe. Thế ông phó nhà bà không đủ chiều bà sao? Nước non mẹ gì. Đến một thằng con cũng phải nhờ rời Phật. Thì nước non gì nữa. Cái hổ bao nó cứ rủng rỉnh là được rồi. Rút kinh nghiệm từ chị em mình, con Vĩ Cầm nhà tôi ý, nhất định là phải gả cho một gia đình danh giá. Thế mới bỏ. Gia đình gia giáo mà rước con nhà bà, con mà bằng rước họa vào thân à. Vậy mà tôi tìm cho nó được một chỗ ưng ý ra phết đấy. Thế à? Chỗ nào? Ngặt nỗi, tứ đại đồng đường. Con cháu đông lắm. Chẳng hiểu cháu mình có sơ múi được gì không. Cậu ấm tỉnh nào vậy? Ở ngay Hà Nội này chứ đâu xa. À. Cậu ấm, con nhà cụ Cố Hồng. Thế à? À. Cụ tổ nhà ấy cũng yếu lắm rồi. Lo gì mà tiền không sớm vào tay cháu bà. Nhà có khách à? Dạ bẩm, bà dặn hôm nay có chuyện trọng đại ạ. À. Có việc gì? Con không biết ạ. À. Nhà mình có khách à gì? Khách lịch sự, ăn mặc cho tử tế vào. Bộ áo dài trắng tao để ở trong phòng ấy. Ơ, con có cưới chồng đâu mà mặc áo dài trắng. Nhấc chân lên. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chào các cụ ạ. À. Mời các cụ vào nhà. Ôi, xin chào. Mời bà. Từ nay cháu Vĩ Cầm sẽ là con cái của ông bà. Dạ. Để tôi gọi cháu xuống chào ạ. Dạ vâng ạ. Sen. Dạ. Lên gác mời cô xuống đây. Vâng ạ. Mời các bà xơi nước ạ. À, cứ tự nhiên đi. Bà xơi nước ạ. Vâng ạ. Cô Vĩ Cầm. Đây là cô Vĩ Cầm. Xinh quá. Thế này là thế nào thưa dì? Con phải lấy làm vinh dự vì được cậu Văn Minh đây để mắt đến. Nhà tôi sắm chút lễ sang để hỏi cưới em. Mặc dù có hơi đường đột, nhưng tôi nghĩ anh muốn cưới tôi. Cô thấy có gì không xứng sao? Dì, sao dì không chịu hỏi ý kiến con trước? Con... Xin ông bà thứ lỗi, tôi sẽ dạy bảo cháu sau. Từ ngày ông phó đoan nhà tôi mất, cháu nó sợ tôi sống một mình buồn tẻ, nên nó không muốn rời tôi. Con bé thật có hiếu. Không tin ngất ra ở đám tang ấy. Nếu bà cảm thấy chưa thuận tiện thì bà cứ coi như là chúng tôi đặt lễ trước, rồi hết năm tổ chức đám cưới cho hai đứa cũng được à. Ấy chết, chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng của cả đời. Là bậc cha mẹ, tôi nào dám ngăn cản chuyện tình duyên. Miễn là đôi trẻ yêu nhau là được. Phải. Moa, Moa muốn cưới tút xịt bây giờ. Đấy, anh cả nhà tôi là thế đấy. Ừ thì cưới vợ thì cưới liền tay. Thế nào tôi cũng chiều. Có phải không bà? Thời buổi văn minh mà mama. Nhất là khi Moa đang gánh trách nhiệm cải cách công cuộc Âu hóa. Người văn minh như cậu đây thật là hiếm. Nhất định thiên hạ sẽ có một phen rửa mắt để chứng kiến lễ cưới của cậu. Chứ lại không à? Moa đã tính toán cả rồi. Đây sẽ là cái đám cưới rình rang nhất cái đất Hà Thành này cho coi.